tới ngã tư đó. Cái này nó sợ em bé mà ở trong nó mở cửa nên cái gì vừa lật bánh mà. Ở cái sao rộng á. Đây bên phải. Rồi đi công tác bên niệm với mấy tấm niệm nhỏ với lớn nè, là mình chăm sóc mọi người. Cái này phụ nữ chạy luôn. Cái phiên bản với mấy chiếc này là bên mấy tập đoàn taxi nó mua. Chạy bao nhiêu taxi thì nó mua cái mạng rẻ nhất. Số tự động nó hay là mình lấy định hướng góc á, góc của xe cái mình là cái buông ra cái ba đỡ mọi chân mình đỡ. Cuối đường cái rẽ phải cũng vậy đó.